Người bệnh Triệu Thị Thu Hiền sinh năm 1994 vào khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng liệt cơ hô hấp nên không thể tự thở được. Từ một người thiếu nữ xinh đẹp và khỏe mạnh, Thu Hiền phải đối mặt với chuỗi ngày thuốc là cơm, bệnh viện là nhà và phải dùng máy thở để duy trì sự sống. Nhưng dù có trải qua bao nhiêu đau đớn, trên môi em vẫn là nụ cười ấm áp và trong tim vẫn là khát khao sống mãnh liệt để có thể được ở bên cạnh người con gái nhỏ bé của mình. Khao khát sống của em đã làm động lòng đến các bác sĩ khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, trực tiếp kết nối với tổ công tác xã hội phòng marketing và truyền thông để kêu gọi ủng hộ giúp đỡ cho hoàn cảnh của em. Sáng ngày 3 tháng 11, Quỹ Thiện Tâm thuộc tập đoàn Vingroup với đại diện là ông Lý Minh Tuấn, giám đốc quỹ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Quang, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec đã đến thăm hỏi động viên và tài trợ một chiếc máy thở Vinsmart VFF 510. Ngoài ra, quỹ còn hỗ trợ động viên 5 triệu đồng tiền mặt để trang trải các chi phí sinh hoạt của em tại bệnh viện. Đến ngày 9 tháng 11, Thu Hiền đã được ra viện. Với chiếc máy thở được tặng, cuộc sống của em Hiền đã bước sang một trang khác. Em có thể trở về nhà và gia đình thân yêu để cùng con gái bé nhỏ bước tiếp cuộc sống mới.